khi chúng ta tới đây á, chúng ta ở nhà của bà Tư á, thì chúng ta phải đăng ký tạm trú ở ngôi nhà này. Bà sẽ chỉ đường cho tụi con đi tới chỗ đó đăng ký để tụi con được ở lại đây vào tối đêm nay. Đó là nhà của bác Tư Hạnh, tổ trưởng của cái ấp này. Ai sẽ là bé đi trước? Ai xuống con đi trước. Rồi. Rồi, rồi đi đi con. Rồi tự đi đi đi. Thẳng con thấy cái nhà nào có cái đèn sáng nhất, nhiều đèn nhất thì con quẹo vô đó con xin. Trời ơi, wow, sao có nhiều dữ vậy? Đàn ông thì phải mạnh mẽ lên chứ không được yếu ớt, cho nên là đáp án của con là con không sợ. Học lớp mấy rồi? Cho con lớp 2. Cho con xin chữ ký. Con tên gì? Con tên là Vũ Đình Minh Đăng. Minh Đăng. Họ là tên của con trên này. Cảm ơn ông. Thưa ông trưởng. Ủa chứ sao nó không ở lại? Dạ con ở lại nhà bà Tư. Bà Tư Tân phải không? Rồi. Khi đi về thì con không chia sẻ, con không thể nói là vì con làm cách nào để ông trưởng ấp cho con chữ ký để con ở lại đây một đêm. Vì chuyện này các bạn phải tự lập để các bạn biết để sau này các bạn có thể làm được. Lỡ như sau này các bạn ấy gặp thêm một cái chuyện y chang vậy nữa thì á lại rắc rối, vẫn còn có thể tự lập cho bạn ấy. À, hay là mình coi cái chữ ký trên tờ giấy của nó mình copy lại. Trời. Được á. Chưa thấy luôn á. Thấy rồi, thấy đi rồi. Thấy rồi. Thấy nguyên con người luôn. Hù ơi. Hù hả? Lát em bị mọi người hù lại đó, ở đó. À các bạn ở kia kìa. Được không? Không. Đâu, cho coi á. Không được, không được coi. Trời ơi. Không được đâu. Bạn bà coi, bạn cười á. Không. Hứa không có cười. Bà sao đâu? Bị lo à. Sao vậy? Bác ký chưa? Rồi. Bác tên là Nguyễn Văn Hạnh. Bác trước lại chữ ký nè.
dễ không vậy? Dễ nhưng mà... Nhưng mà xa không? Đường xa lắm hả? Xa thì cũng không xa. Nhưng cái mà... nhà đó bự không vậy? Cái này thì mình không thể nói cho các bạn nghe bởi vì các bạn phải tự lập. Đi xe đường ra cho gặp mà nó cổng mà vừa phải mộ sợ quá. Con muốn gặp con một con ma nên con chắc chắn sẽ có một con ma nó đi ngang con đâu đó có hết lắm có hết con ma nên con muốn có ma một lần để gặp nó đối nó một trận chủ nhà còn hút hơi được chứ chị thấy được. Gì mà đi loạn chạy đứng quay vòng có chỗ mà quay ngược lại đó cái gì mà đi tới đi luôn kìa đây chị đây là cái cung quẹo đi qua đây xong hồi cái đi qua đây à, xong hồi cái đi qua đây cái đứng quay vòng dạ. Bác trưởng ơi, cho xin ở lại nhà của bà Tư để chăm sóc ngựa là được không? Ngựa mà chăm sóc thì ai vậy không? Ở lại ở nhà chăm sóc mấy ở nhà chăm sóc cho ngựa ăn đầu làm việc giúp bà Tư. Nhà mai bà tôi về xin mấy cho ngủ lại. Nhà con ở đâu? Nhà con quân là trong quân. Nhà ở lại chú nhà bà tên nha, con người ở lại phải không? Dạ. Nên con xin mấy ký cho ký dư này. Dư không? Ký dư này cho ở lại giữ người phải không? Dạ. Chị nhưng mà con kia cũng có thể là làm có chữ ký. Còn có quyêu lên có thể là không được. Cảm ơn bác trưởng, thương bác đi về ạ. Yeah, xin để xin được chữ ký rồi. Yeah, đã được ở lại. Nó kìa, ủa sao nó về sớm vậy? Về sớm hơn em luôn á. Có khi nào sợ nó chạy ngược về xong rồi lấy đi nữa không? Ba đang tìm nhà mà con nó có hát căng thẳng. Lúc mới đi á thì con cười hì hì đó. Đã thì con chưa bao giờ đi giờ tối. Mình chỉ muốn đi một mình, cha muốn đi cầm tay gì mất thú vị của chuyến đi của con rồi. Trời ơi, chị thầm lơm lơm. Chị với mắt tôi luôn à. Cái gì vậy cha trời? Xin được chữ ký rồi. Thiệt không? Thiệt. Sao? Thiệt nè. Đâu? Úi trời ơi. Đâu. Ôi trời ơi, đưa đèn đây. Con gặp 10 con ma. Cái gì có 10 con ma? Ma ăn sáng ma buổi tối nó đi cái bên em á. Thì nó đang đứng cái bên anh kìa, là cái bóng của anh đó. Ma buổi tối ma ăn sáng đó. Bây giờ cố gắng đi. Ok, cố lên nha, cố gắng gặp ma chị ơi. Bye.
do phải khó tính chứ. Rồi xong chi là quay về. Trời ơi, đi đêm tối thì cũng sợ chứ bộ trời. Nhi không sợ hả? Nhi không sợ à? Hai con ma, ba ánh sáng, ba bóng tối. Con nghĩ là giống như là mình đang trong một cái nghĩa địa, con nó sợ. Dạ. Hỏi là nhà bác Trường Áp ở đâu rồi? Đây. Dạ, cho con cho con xin ở lại nhà bà Tư. Sao dép bự vậy hả? Dạ dép này cô Đoàn chứ. Ủa, chứ hỏi Đoàn á. Mai về hả? Mấy giờ về rồi? Khi nào Đoàn về thì con về. Cảm ơn bác. Cảm ơn bác. Yeah. Ơ, đi hướng nào ta? À, này. Yeah! Có rồi! Dễ bộ là mặt buồn cho mấy người kia lo. Nếu mà bây giờ vẫn cần sợ ma à nha. Yeah! Oh yeah! Phải không? Quá đông luôn chị ơi! Xin con luôn! Chúc mừng em nha! Em nói thiệt cái ra chị, tên là bác Châu Liền. Nhưng mà phải tốn thời gian ngồi nói chuyện với bác. Chị hẳn đi hoài nha, luôn nha. Thấy con ma chốt đó. Hướng gà em cứ hù người ta hoài à. Con sợ cái cảm giác là người đi cuối cùng lắm. Nếu như mà trong đêm tối vậy nè, lỡ con là người đi cuối cùng, có ai dính eo con là sao nữa chắc ghê. Cho nên con cũng sợ cảm giác người đi cuối cùng đó. Thì kiểu này con cũng sợ nữa. Cỏ vũ chị. Cỏ vũ chị. Đây. Đây em đi với chị. Em cũng phải. Một đội quân luôn hả? Đây đi lên đội trưởng nha. Đây đội em đi một em bộ đây để em chỉ đường cho nha. Đổi đúng em biết đường á. Chị ơi nè, đi đây em đang cầm đèn cho. Thôi chị cầm được rồi, chị cầm nha. Chứ giờ chị rồi đi đó, cái nhà mà sáng sáng lần trước chị thấy rồi. Nhà đó cũng không xa ha. Nếu như chạy thì nó cũng lẹ. Đang ngồi uống bia cái đội cả một đội quân. Ừ đi cả một đội quân đi chơi. Giờ khi mà các em đi cùng với con thì con cũng thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Mà con cũng cảm thấy thật là bất ngờ. Ủa tại sao nhiệm vụ của mình là mình phải đi một mình mà ta? Tại sao các em lại đi chung mình? Tâm lý của con thì vẫn còn rất là sợ. Nhưng mà tại vì con là chị cả, con cũng phải ráng lên. Không thể nào mà để đàn em vượt mặt mình được. No. Đi thẳng lên nữa cái nhà kia. Dữ vậy? Kìa, nhà dưới kia đúng không? Đúng rồi, nhà đó đó. Chào ông. Chào chú. Chào cô. Dạ con tới đây để xin chữ ký của ông. Với lại con xin con nhờ ông cho con được ngủ lại ở nhà bà Tư một đêm. Ngủ đêm mà sáng đi hả? Dạ sáng con quay chương trình thực tế xíu nữa rồi con mới về. Quá chạy đi nha. Quá chạy đi nha. Dạ, cảm ơn ông. Con chào ông, con về. Bỏ cái bánh nè. Dạ, bánh con cảm ơn ông. Chào chú. Chào con về. Chú con chơi. Được, nè. Ăn bánh không chị chia. Ăn bánh không chị chia. Vô làm được miếng bánh đi. Dạ, cảm ơn ông. Lại. Lấy nè, lấy người hai một cái. Chào dạ, ông ơi, con về. Xin chào mọi người, con về. Yeah. Chào ông. Giờ ông về. Ôi chào ông, chào ông. Chào ông, chào ông. Chị rõ đèn cho. Bữa nay tụi mình tự nhiên gặp nhau ở chỗ đó ha.
tới nhà của bác trưởng ấp á thì con mới biết. Thực ra mấy em đi chưng chỉ vì muốn ăn bánh của bác. Trời ơi, tụi con ơi. Ba mẹ. Con có quà cho ba mẹ. Trời nè. Ơi, đi đâu mà lâu dữ vậy? Vô đây. Con có quà cho mẹ nè. Đâu vậy? Gì vậy? Cái quà cho mẹ. Bánh của ông cho đó. Trời ông đây. Ông biết chưa? Chuẩn bị chưa? Đâu, chuẩn bị đâu? À, ông trưởng. Trời ơi, sao nó nhanh nhiêu quá vậy? Sao? Chữ ký đâu? À, đúng rồi, hai cái đủ. Chữ ký đâu? Đây à. À rồi, Dương Hành. Rồi, nhưng mà sao đi lâu dữ vậy? Dạ sai dạ, của ba. Trời ơi, ơi. Đi thẳng quá. Rồi. Tới qua bển là phải đứng nói chuyện với bác xong rồi còn phải chờ bác ký à, chờ nói chuyện nè xong rồi mới được ký. Mà nói chuyện là lâu lắm. Rồi, chúc mừng các con đã hoàn thành tốt nhiệm vụ. Bây giờ nhiệm vụ tiếp theo của chúng ta, tụi con tới nhà cái bác đó, mời cái bác đó qua bên này. Hôm nay. Chờ lâu không các bạn? Là đêm đi ngủ. Chúng ta có một nhiệm vụ rất đặc biệt, mời mọi người. Chỉ có 20 phút để thực hiện nhiệm vụ thôi. Thời gian bắt đầu. Rồi, con đập dùng từ. Con biết đọc. Đọc ơi. Gia đơ chống thu dơ. Em không biết đọc. Thu dơ. Nhanh chóng thu dơ. Bè. Bè sao rồi. Cắt bầu và mang vào chợ bán. Mày đâu có bếp chưa vậy? Nhiệm vụ đặc biệt nhanh chóng thu dọn chân màng, sau đó ra ruộng cắt bầu và mang ra chợ bán, để tìm và gom đủ các vật dụng sau: 2 cái thúng, 3 đôi ủng, 2 đôi găng tay, 2 cái kéo, 3 cái nón. Vì đầu tiên là dọn dẹp chân màng. Dạ, à, con đi tìm. Mẹ sao đi dạy con à? Dạ con nhớ rồi. Hồi nãy em đi vệ sinh thấy thúng á. Ờ em lấy đi, để chị kiếm nón. Nhờ vào tôi con. 2 cái thúng. Đừng cay đâu. Đừng cay đâu trời. Đúng của tao. Khó rồi nè. Đâu? Một thúng mà. Đâu? Không phải. Thấy một cái thúng rồi Di ơi. Cái gì vậy? Ai cái thúng? Thấy một cái rồi. Ok. Giờ không có cái thúng thứ hai thôi. Con ơi, phụ ba nè, một chiếc ủng nữa nè. Một chiếc ủng hả? Ừ. Đi nè, cái tay nè. Một chiếc găng tay, một cái thúng nữa, tìm đi. Trời ơi, vậy này còn chơi với ngựa. Đây. Không. Một cái thúng nữa, tìm một cái thúng giống như vậy nữa. Con tìm thấy chuồng ngựa. Lấy cái thúng, lấy một cái thúng giống như vậy nè. Rồi, ok. Ok quá đi. Còn thiếu 2 găng tay. Bên này đủ hết rồi, còn thiếu cái rổ. Ấy thôi. Lấy cái rổ cho ba đi. Rồi lấy cái rổ qua đây. Rồi nhanh. Rồi đi. Đi. Ê. Đất trời ơi. Thì ra hồi nãy con cũng đi ngang qua, con cũng nhìn lên mà con không để ý luôn á. Đi. Giờ mình đi đứng con trai luôn rồi chị ơi. Không đi đứng con gái được nữa. Mới sáng ra ruộng làm rồi. Đã cái đôi giày chứ. Đừng có làm những hôm qua nữa nha ba. Đừng có làm té sình nữa nha. Con còn mỗi bộ đồ buổi sáng rồi đó. Đâu? Cái ba con kia đâu rồi?
Kỳ vậy? Kỳ lẹ vậy? Nhanh lên chơi. Mẹ đi trước đây. Không được. Nhanh lên. Lẹ lên. Đi đánh thằng bây giờ. Đúng rồi. Vậy đi. Ước quá à. Sống ở dưới quê như vậy á là ổn lắm rồi. Đừng có chê nữa. Chưa gì. Mình phải cố gắng tập làm quen. Thì cũng không có đi làm quen đó. Ừ. Còn mình... Anh Biên con... con cứ than hoài kìa. Con có khen đâu. Con không những con ước, ba cũng ước, mà em Will cũng ước, nhưng mà đâu có ai than đâu. Bây giờ mình sẽ đi vào bằng cái đường mòn này, hai đứa con đi trước nè. Nhanh nhanh nhanh, mình đi trước mình sẽ có lợi thế. Nè, tụi con ơi, mình sẽ tập trung ở đây nha. Rồi bây giờ hai đứa con vô hàng này đi. Cái. Em có biết coi đâu mà nói. Em biết coi mà, chẳng lẽ em không có mắt hả? Thôi, không cãi nhau. Anh quay đội gái đi, còn gì quay đội em.
không phụ gì hết trơn vậy. Sắp tới rồi, sắp tới rồi. Sự nhộn tập 59 sẽ được phát sóng vào lúc 17:20 thứ bảy ngày 20 tháng 4 năm 2019 trên kênh HTV7.